Ngày 13 tháng 9, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức thông tin thời sự tháng 9 năm 2023. Tại buổi thông tin thời sự, các đại biểu được thông tin về tình hình Biển Đông hiện nay, kết quả bảo vệ chủ quyền biển, đảo 6 tháng đầu năm 2023, một số kết quả chính sau 5 tháng hoạt động, quỹ vì biển đảo Việt Nam và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, vấn đề gỡ thẻ vàng của Liên minh châu Âu đối với hải sản Việt Nam kết quả nổi bật chương trình cảnh sát biển đồng hành với người dân đến mọi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị và tình hình thế giới khu vực trong nước thời gian gần đây qua đó nhằm thông tin kịp thời các nội dung thời sự quốc tế khu vực và trong nước nổi bật trong thời gian gần đây từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của mọi cán bộ chiến sĩ trong tiếp cận thông tin đấu tranh với các quan điểm sai trái không để mơ hồ mất cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch giúp cho mọi cán bộ chiến sĩ xác định tốt chức trách sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao